Phòng khám y học của truyền Công An thì Mộc xin trả lời bạn như sau. Đây là một cái câu hỏi rất là hay, có liên quan đến cái thường gặp ở những cái người đàn ông mà trên 40 tuổi thì rất dễ bị những cái hội chứng gọi là phì đại tiền liệt tuyến, hoặc là những người biến chứng, hoặc là có thể là gây có những người mà bị cả ca tiền liệt tuyến, hoặc là gặp ở những cái bệnh nhân thận hỏa suy, thận âm thì hư, thận hỏa suy thì không có đủ khí lực, thì khi chúng ta dặn thì nước tiểu không ra, nhưng khi mà kéo khóa vào rồi thì nó sọc sọc ra một chút. Thì cái này liên quan đến tiền liệt tuyến thì cách chữa thì như thế nào, thì đương nhiên là có những cái bài thuốc có thể các anh chị chịu khó dùng cái rễ cỏ chanh, anh chị chịu khó sắc lên uống hỗ trợ với chứng bệnh này, hoặc là cây chính nhũ hoàng cung hỗ trợ với chứng bệnh liên quan phì đại tiền liệt tuyến, hoặc là có những người mà thận yếu quá thì uống cái bài bát vị cũng hỗ trợ chứng bệnh này. Thế và cách chữa của nó thì một là dùng thuốc như thế, hai là chịu khó kéo gối. Nếu mà chưa dùng thuốc được thì chịu khó kéo gối đều thì cũng giúp làm cái mạnh cái thận lên và giúp thanh khí, đặc biệt nó làm ôn ấm cái bàng quang và hỗ trợ điều trị cái phì đại tiền liệt tuyến rất là tốt. Xin chào.